Thưa quý vị, là một trong những hoạt động trong lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm nay, hội thi chim chào màu đấu hót thu hút sự theo dõi của khá đông người dân địa phương và du khách. Tham gia hội thi có 69 chim chào màu của các nghệ nhân đến từ thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi. Trước khi đến với hội thi, các nghệ nhân đã dành nhiều thời gian chăm sóc và rèn luyện cho những chú chim chào màu. Đến đây cũng một cái tinh thần là rất là vui vẻ về cái lễ hội Dinh Thầy Thím. Giải như thế nào thì chắc chắn anh em nghệ nhân không quan trọng gì, cái ngày hôm nay đó là một ngày du lịch của thị xã. Với các tiêu chí chấm điểm gồm thanh, sắc, bộ, ban giám khảo đã chọn ra những chú chim chào màu hót hay nhất vào vòng chung kết xếp hạng. Được đánh giá là có giọng hót hay, tinh thần biểu diễn tốt và bộ lông đẹp nhất cuộc thi. Chú chim chào màu hót của nghệ nhân Trần Thiện đã xuất sắc đạt giải nhất.